Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio hôm nay đang có mặt tại không gian của phòng trình diễn Hà Nội Audio với hệ thống audio Viva Audio Master Horn với trị giá sách mà công bố tại cuộc triển lãm này là 25 tỷ. Sau đây Khang Audio xin mời các bạn xem chi tiết cái quá trình chúng tôi ghi hình những các cái bộ phận cấu thành của bộ Viva Audio Master Horn giá 25 tỷ các bạn nhé. Xin mời các bạn xem. Đây là tổng thể của hệ thống âm thanh Audio Master Horn. Bộ này thì cấu hình của nó gồm có một đôi loa kèn 4 đường tiếng, gồm có một loa trầm kèn dưới, một loa trung, một loa trung kèn cao và một loa siêu chép. Kết hợp với cái hệ thống loa kèn này thì có một đôi loa trầm để hai bên như các bạn nhìn thấy, và hoàn thiện bề mặt của cái hệ thống audio Viva Horn này làm bằng gỗ ốc chó. Phối ghép với hệ thống này thì là một hệ thống về PAL của Viva. Khi mà phối ghép ở đây thì công ty cũng sử dụng đầu đọc của Metronome, một trong những cái hãng nổi tiếng, và hệ thống dây dẫn của AudioQuest. Hệ thống dây dẫn mà chạy cho cái bộ Audio Horn Master này là của AudioQuest.